Chào mừng ông bà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với Social TV. Trong video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật thêm một số thông tin mới. Mới đây nhất là Thiên Ngân có chia sẻ một thông tin vui đến từ Trung tâm Thúy Nga nha mọi người. Thì mới đây Trung tâm Thúy Nga đã có thông báo là Paris by Night số 136 hành trình 40 năm phần thứ nhất. Đặc biệt phát hành ngày 20 tháng 1 trên Thúy Nga YouTube channel vào lúc 7 giờ tối tính theo giờ Việt Nam và 4 giờ sáng tính theo giờ Cali, tức là giờ của ở Mỹ. Vậy là kỳ này Trung tâm Thúy Nga đã chơi lớn mọi người ạ, không có phát hành đĩa mà phát hành thẳng luôn trên kênh YouTube để fan hâm mộ khắp nơi có thể xem lại chương trình này. Và đặc biệt trong chương trình 40 năm hành trình của Thúy Nga ở phần thứ nhất show 136 có mặt của ba chị em là Quỳnh Trang, Thiên Ngân với lại Tiết Dung tham gia, nên mọi người hãy cùng nhau đón xem chương trình này sẽ được phát trên kênh YouTube của Trung tâm Thúy Nga nha. Thêm một thông tin rất là vui của Thiên Ngân nữa. Thiên Ngân chia sẻ là hân hạnh được tham dự chương trình khóa tu thiếu nhi ở chùa Quang Pháp. Mai em đến phục vụ cho cả nhà và các em nhỏ ạ. Chúc cả nhà buổi trưa cuối tuần vui vẻ ạ. Vậy là ngày mai ở chùa Quang Pháp ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Chương trình khóa tu thiếu nhi chủ nhật ngày 7 tháng 1 năm 2024 sẽ được diễn ra từ lúc 7 giờ sáng cho đến 15 giờ 30 phút. Và đặc biệt Thiên Ngân cùng với các ca nghệ sĩ cũng như sư thầy sẽ tham gia ở trong cái chương trình đặc biệt này. Đây là một khóa tu dành cho thiếu nhi. Và thông thường các khóa tu của chùa Quang Pháp có rất đông mọi người đến tham dự. Vậy thì mọi người ở gần đó hãy cùng đến tham dự và xem Thiên Ngân hát trong cái buổi sinh hoạt này nhé. Đó là những gì thông tin mới nhất đến từ bé Út Thiên Ngân nha mọi người. Còn về bé Tiết Nhung, bé Tiết Nhung mới chia sẻ một bức ảnh phải nói là khá là xúc động. Bức ảnh này là bức ảnh mà Nhung đã chụp cùng với mẹ Phi Nhung trong lúc đi diễn. Đây là có lẽ là một cái tuần cải lương, tại vì cả hai mẹ con đều mang trang phục cổ. Và Tiết Nhung chia sẻ là dọn dẹp hình và vô tình thấy được bức ảnh đẹp này. Khi fan hâm mộ xem thấy bức ảnh này thì trong bức ảnh này thì cả hai mẹ con cùng nhau cười rất tươi và chắc có lẽ đang đóng một phân đoạn của một tuần cải lương. Và khi Tiết Nhung chia sẻ là có được bức ảnh này trong lúc dọn dẹp, phải nói đây là một bức ảnh vô cùng quý giá. Nhiều fan hâm mộ để lại bình luận là giờ tìm ở đâu nữa, nhớ quá đi thôi. Năm mới sẽ thật may mắn khi bắt gặp được hình ảnh vui tươi như này đó con gái của mẹ Nhung. Và bức ảnh này theo như chia sẻ là từ đó tới bây giờ chưa hề công bố. Nhớ chị Nhung lắm ý, lại một mùa xuân nữa vắng chị, hai mẹ con nhìn đáng yêu quá. Và nhiều khán giả cũng đã hỏi là cảnh này giống ở chùa Liên Trì phải không Nhung? Tiết Nhung là trả lời là dạ, có lẽ đây là phân đoạn hai mẹ con đi quay ngoại cảnh và đặc biệt quay ở cảnh chùa Liên Trì, có trong một tuần cải lương mà chị cũng đã rất là tâm đắc. Tuy chưa được phát hành nhưng mà khán giả cũng rất là ngóng tuần cải lương này, tại vì trong tuần cải lương này là đã hội tụ các con của chị cùng đóng chung và có lẽ đây là những bức ảnh rất là quý giá. Mặc dù chúng ta biết rằng không có nỗi đau nào cho bằng nỗi đau mất mẹ, giờ đây các bé đã dần trưởng thành hơn, mỗi bé có một định hướng tương lai khác nhau, nhưng mà mỗi khi chia sẻ những kỷ niệm lúc sinh thời cùng mẹ thì ai nấy, nhất là fan hâm mộ cũng rất là thương cho các bé. Và việc mà thỉnh thoảng Tiết Nhung hoặc Thiên Ngân chia sẻ những kỷ niệm này đều nhận được rất nhiều sự đồng ý, đồng cảm từ fan hâm mộ. Và đặc biệt ai nấy cũng rất quý những giá trị kỷ niệm này. Kế đến là thông tin từ quản lý Diễm Phạm. Thì hiện tại Diễm Phạm vẫn đang còn ở bên Mỹ và có chia sẻ những buổi livestream về quang cảnh buổi tang lễ của mẹ ruột của Diễm Phạm. Vì thế mới đây cậu Thanh Huy cũng đã để lại bình luận là chia sẻ với Diễm Phạm ngày cuối bên mẹ, chúng tôi luôn bên bạn, A Di Đà Phật. Vậy là
quản lý Diễm Phạm đang rất là buồn cũng như đang cùng với gia đình trong những ngày cuối cùng bên mẹ của mình. Phải nói rất nhiều anh chị em đồng nghiệp đã đến viếng lễ tang, và đặc biệt cậu Thanh Huy cũng như vậy. Hiện tại thì cậu Thanh Huy đang ở bên Mỹ, do đó cũng thường xuyên đến chia buồn cùng với Diễm Phạm và cũng có chụp những bức ảnh thông tin thêm về tang lễ này cũng như cái cáo phó của mẹ Diễm Phạm để mọi người gần xa được biết. Và khi cậu Huy chia sẻ cái cáo phó về đám tang của mẹ Diễm Phạm thì Diễm Phạm cũng để lại bình luận dưới bài đăng của cậu Huy là thương lắm anh à. Và rất nhiều những bình luận chia buồn từ bạn bè đồng nghiệp và cả fan hâm mộ nữa. Và cũng xin gửi một lời chia buồn tới gia đình của quản lý Diễm Phạm nhé. Mong rằng quản lý mau lấy lại tinh thần và về Việt Nam đồng dai sát cánh cùng với các con của chị hai. Và mới đây thì dì Trinh có chia sẻ một cái tin cực vui của bé Phi Như. Sáng nay Trinh và mẹ rất tự hào về con luôn đó Phi Như à. Không uổng công mấy tháng nay dì cháu ta đã cố gắng học tập khi con đã được rung chuông vàng hạng nhất khối lớp 4. Chúc mừng con và đã dũng cảm làm việc ý nghĩa cuối năm là cắt đi phần mái tóc dài của mình đã để 3 năm tặng mẹ Phi Nhung Phạm. Nay con cắt hiến tặng cho các bệnh nhân mắc bệnh ung thư họ cần. Việc làm ý nghĩa, mong con cố gắng hơn nữa. Những gì mẹ Nhung đã hy vọng ở con rất nhiều. Giỏi thì sẽ có thưởng cho Phi Như nha, đúng không ông bà cô chú? Vậy là dì Trinh tiếp tục thông báo một tin vui đến từ bé Phi Như. Ở trường thì Phi Như đã được rung chuông vàng hạng nhất khối lớp 4. Đây có thể là một cuộc thi hoặc là một cái thành tích của các bé học sinh, và Phi Như đã đứng hạng nhất đó mọi người. Đây phải nói là trong năm qua thì Phi Như cũng đã cố gắng, tuy là chỉ mới học kỳ 1 của lớp 4 nhưng mà sự cố gắng đó cũng đã có được những thành tích nhất định. Bên cạnh đó, một việc làm mà dì Trinh rất là xúc động đó chính là mái tóc mà Phi Như đã để trong 3 năm nay từ sau khi mẹ Nhung ra đi, thì hôm nay bé Như đã cắt đi phần tóc đó để hiến tặng cho các bệnh nhân mắc bệnh ung thư họ cần. Cũng giống như chị Quỳnh Trang cũng đã cắt đi mái tóc của mình để hiến tặng cho các cô chú bị bệnh. Nhưng mà đây cũng là một việc làm đầy ý nghĩa. Dù bé Phi Như cũng chỉ còn vài tháng nữa mới tròn 10 tuổi, nhưng những gì mà chị hai đã dạy và các cô chú anh chị trong gia đình, đặc biệt dì Trinh là người trực tiếp chăm sóc các cháu, do đó việc mà Phi Như có những cái việc làm đẹp như vậy phải nói là ai nghe cũng rất là vui mừng. Có nhiều những bình luận của fan ông bà cô chú lớn tuổi để lại là chúc mừng con, mẹ Nhung rất hạnh diện về con và mẹ luôn bên cạnh dõi theo con từng bước đi nhé. Rất nhiều những bình luận đều động viên và khích lệ tinh thần của Phi Như, niềm hy vọng của mẹ và cả sự hy sinh tuổi trẻ của Trinh. Phi Như đã làm rất tốt, chúc mừng con nhé. Chúc mừng Phi Như nha, cứ vậy nhé cô bé. Những lời nhắn gửi hết sức chân tình của fan hâm mộ để lại dưới bài đăng của dì Trinh đã thêm động lực cho cả hai dì cháu sẽ còn làm được những việc tốt nữa trong tương lai.